Dạ, cửa hàng nuôi câu Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8, xã Đắc Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Vâng, thì lời nói đầu tiên thì cửa hàng chúng em xin gửi lời chào thân thương tới toàn thể quý vị và các bạn đã theo dõi cũng như là ủng hộ kênh của chúng em một thời gian dài vừa qua. Thì hôm nay thì cửa hàng chúng em lại tiếp tục lên cho các bác xem một máy cưa xích. Hôm nay thì cửa hàng chúng em mới dọn rửa xong một lô nhá, một lô cưa xích Estin, Estin MS020, và hiện tại thì cửa hàng chúng em đang có 5 cây, 3 cây 020 và 2 cây MS200 các bác nhá. Hàng đều là chuẩn hàng bãi Đức nguyên zin nguyên bản, cây nào cũng cực kỳ xuất sắc luôn các bác nhá, 10 cây thì đẹp như cả 10 luôn các bác. Hôm nay thì cửa hàng chúng em có đánh dấu theo ký tự là lô S các bác nhé. S1, S2, S3, S4, S5. S1, S2, S3 là hệ Estin 020. Đó, Estin 020. Và S4, S5 là Estin MS200. Đó, để mà nói là hai, nếu mà so hai cây Estin 020 và Estin 200 thì công suất cũng như là máy móc của nó thì hoàn toàn giống nhau các bác nhé. Đó, bởi vì sao, là tại vì nhà sản xuất lại đề ra hệ Estin 020 là Estin 200 không ạ? Đó là bởi vì hệ Estin 020 Estin 020 đó là hệ sản xuất đời trước các bác nhá. Hệ sản xuất đời trước, còn Estin MS200 là sản xuất đời sau. Đây, như thường thường Estin 020 như sản xuất từ năm 1999 này. Cây này cũng 1999 các bác nhá. Có cây này thì nó bị mất tem rồi, nhưng mà chuyển qua Estin 200 là đời sản xuất về sau, là Estin đây sản xuất năm 2001 này. Con này thì nó bị mất tem mất rồi các bác nhá. Đó là cái nhận biết đầu tiên. Đó, cái thứ hai nữa là khi các bác mà muốn tham khảo mà nhận biết về hệ máy cưa Estin 020 cũng như là Estin 200 thì có cái thứ hai là các bác nhìn theo bộ tem. Đây, bộ tem của nó đây ạ. Cái tem chỗ chủ giật các bác nhá. Khi Estin 020 là sẽ tem của nó sẽ là tem chữ nhật như thế này. Còn Estin MS200 thì tem của nó là tem tròn các bác nhá. Tem tròn. Đó, còn cách nhận biết thứ ba nữa là các bác hãy phân biệt nắp Estin MS020 thì sẽ là nắp xăng vặn như thế này. Còn Estin MS200 là nắp xăng cài các bác nhá. Đó, bởi vì sản xuất đời mới. Hiện tại thì trên thị trường Estin của nó thì rất có nhiều loại sản xuất, nó cũng nà ná giống nhau như kiểu Estin 170 này, Estin 180 này. Đấy, là cũng là đời nâng cấp của từng dòng từng đời. Máy móc của hai con thì cũng cực kỳ giống nhau. Hoặc là Estin 038, 381 cũng cực kỳ giống nhau các bác nhá. Hoặc là Estin 021, 023 đó là cũng là đời của nó thì nó cũng nà ná giống nhau cả. Và hệ này cũng thế các bác nhá. Và hiện tại lô này của nó là nòng của nó là 40 ly. Nòng 40 ly nhá các bác nhá. Con này đang có nhu cầu các bác nào mà về sử dụng khai thác chuyên nghiệp tầm trung thì lựa chọn một con này là cực kỳ hợp lý các bác nhá. Đó, cực kỳ hợp lý. Công suất nòng của nó là 40 ly cho các bác nào mà đang có nhu cầu về sử dụng khai thác tầm trung kéo tầm khoảng 5 năm 6 đổ về. Dạ vâng, vừa nãy thì cửa hàng chúng em có chút tí việc bận. Rồi, quay lại chủ đề chính các bác nhá. Đó, vâng, và nếu mà đã vừa nãy em nói tiếp chương trình là các bác nào đang có nhu cầu muốn sử dụng tầm khoảng 5 6 đổ về thì lựa chọn một con này là cực kỳ hợp lý các bác nhá. Bởi vì hệ này của nó, vòng tua của nó thì cực khỏe. Hệ Estin mà, vòng của nó là hai bạc các bác nhá. Sử dụng hai bạc thì vòng tua của nó mở rất là khỏe luôn. Đó. Lô cưa xích và giá hiện tại thì đây, em có báo giá hết từng con một rồi các bác nhá. Đó, tùy từng con thì giá của nó sẽ chênh nhau từ 1 đến 200 ngàn các bác nhá. Tùy theo máy móc, nói chung là về nội thất của nó thì 5 con này đẹp như nhau cả. Đó, còn về ngoại hình thì có tùy từng con, nó hình thức nó xấu một tí xíu và đẹp hơn một tí xíu thì em sẽ để từng giá khác nhau. Con đầu tiên em để giá là 3,4 triệu miễn phí ship các bác nhá. Con thứ hai cũng 3,4 triệu, hệ con này là Estin 020 nhá, mấy con cực đẹp cực kỳ rồi. Đấy, con thứ ba là giá của nó là 3,3 triệu. Con này thì về ngoại hình của nó thì xấu hơn hai con kia một tí xíu. Đó, nhưng mà về nội thất của nó thì toàn thể mấy con này cũng giống hệt giống nhau các, bởi vì tuyển lựa 100%. Đó, con thứ tư là Estin MS200 đời cao các bác nhá. Giá 3,5 triệu. Con thứ hai là MS200 tiếp, con này thì tình trạng là
không được đẹp bằng con S4. Thì em để giá của nó là 3,4 triệu các bác nhá. Đó, và giá của bên em thì đã công khai hết toàn thể trên video rồi, thì các bác vui lòng xem kỹ video giúp em. Đó, ưng ý con nào thì liên hệ ngay qua cho em để đặt hàng. Đó. Và hình thức đặt hàng của bên em là các bác nào chốt con nào thì liên hệ qua cho em là số điện thoại 0354392929, hoặc là kết bạn qua Zalo cho em, số Zalo của em thì cũng là số điện thoại đó luôn. Đó, các bác nào có sử dụng Zalo thì kết bạn qua Zalo cho em. Rồi để đặt hàng các bác nhá. Đó, và hình thức đặt hàng của bên em là các bác cọc với em trước 200.000, hàng tới các bác cứ check hàng và kiểm tra hàng thoải mái. Trên video các bác chốt con nào thì em sẽ gửi đúng con đó cho các bác, nên là các bác không cần phải lăn tăn các bác nhá. Đó, các bác xem cái video ưng ý con nào thì chốt con đó. Đây, quay trực tiếp từng con một các bác nhá, để cho các bác xem. Con S5 này mới S200 cực kỳ xuất sắc luôn. Đó, đấy, con tiếp theo con S4. Về tổng thể của nó thì vẫn là ok xuất sắc luôn các bác nhé. Đây. Rồi, con S3. Đó. Con S2 các bác nhé. Con S1. Đó, tất cả mọi con thì thắng xích, thắng xiếc thì sử dụng đầy đủ nguyên. Đó, thắng xích thì con ba con kia cũng thế, thắng xích bao cho các bác là đầy đủ thắng xích hết nhá. Đó, vâng, thì bây giờ thì để qua phần test nổ thì em cũng test nổ cũng như là giới thiệu chi tiết từng con đi nhá, để cho các bác đỡ phải mất nhiều thời gian theo dõi video, vừa nghe tiếng nổ của máy luôn cũng như là về xem về tổng thể của cây máy từng con một. Dạ vâng, con S1 đầu tiên này, tin mới Gamani, tổng thể máy móc thì tình trạng nguyên zin đẹp các bác nhá. Xài một hộp ốc lam, tăng chỉnh xích cạnh ốc lam luôn các bác nhá. Bố viết thì cực kỳ đẹp, xuất sắc rồi. Test nổ con này cho các bác nghe qua tiếng máy. Chắc chắn các bác nhá. Mắt xích thì còn to bản nguyên. Theo em đánh giá thì mắt xích con này thì còn khoảng 90% nữa các bác. Cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Có giá 3,4 triệu em miễn phí ship. Các bác nào ưng ý thì liên hệ qua cho em để đặt hàng. Dạ rồi, kế tiếp là con S2. Con này thì tình trạng máy móc thì vẫn cực kỳ xuất sắc luôn các bác nhá. Con này thì em cũng vừa mới rửa luôn. Nước thì trên máy nó vẫn còn nhiều các bác nhá. Nên là có gì nước nó ra một tí xíu thì các bác vui lòng thông cảm giúp em. Chứ máy không hề có tình trạng gì các bác nhá. Đó, máy thì vừa em vừa dọn nổ cũng như là rửa, nó có nước tí xíu. Test nổ cho các bác nghe qua tiếng máy luôn, nòng hơi cực kỳ chắc chắn lên các bác nhá. Đó, vòng tua có thì mở cực kỳ khỏe. Rồi, qua con S3 các bác nhá. Đó, con này thì em cũng xin báo cáo với các bác là cái bô này của nó là nó thiết kế theo kiểu thế các bác nhá. Đời này nó thiết kế theo bô nên kiểu thế, chứ không phải là bị mất cái phần nắp ở trên này đâu ạ. Đó, nên là các bác không phải lăn tăn gì cái phần bô nhá các bác nhá. Tiếng nổ của nó thì cũng cực kỳ êm luôn. Dạ vâng, qua con S3 các bác nhá. Đó, con này thì em cũng vừa mới rửa, dọn nổ rửa luôn. Nước nó hơi chảy ra một tí xíu, nó hơi dơ thì các bác thông cảm giúp em nhé. Còn tổng thể máy móc nội thất cũng như là máy móc thì cực kỳ ngon lành luôn. Nguyên zin nguyên bản, hàng đảm bảo cho các bác là chưa bung chạm gì cả. Đó, và cái phần này, đây các bác nhá, cái phần nắp bô này của nó này, cái này là đời của nó thiết kế như thế các bác nhá. Chứ không phải là bị mất, cái nắp của nó là bị mất đâu ạ. Đó, rồi test nổ cho các bác nghe qua tiếng máy luôn. Thank you.
thì cũng đã căn chỉnh và dọn nổ ngon lành hết rồi. Giá 3,3 triệu các bác nhá. Rồi qua con đây, qua con phần Estin MS200 các bác nhá. S4 giá 3,5 triệu, máy móc thì cực kỳ xuất sắc luôn, tình trạng như thiếu thùng luôn các bác nhá. Đó, cho các bác nào mà đam mê cái đẹp. Đấy, về tổng thể máy móc thì không chê điểm gì đâu. Đó. Giá thì bù lại thì các bác nếu mà máy đẹp, tình trạng ngon lành thì giá thì đôi khi nó sẽ cao hơn giá thị trường các bác nhá. Đó. Test nổ luôn cho các bác nghe qua tiếng máy, nóng hơi thì cực kỳ chắc chắn luôn các bác nhá. Đó. Đó, Estin MS200 đời cao. Cho các bác về sử dụng, muốn tình trạng mà máy móc ngon lành nguyên zin thì lựa chọn một con này là cực kỳ hợp lý. Dạ vâng, cuối cùng trong video ngày hôm nay là một con cũng Estin MS200 các bác nhá. Đó, tình trạng con này thì nó trên video thì các bác cũng thấy rồi ạ, tình trạng không được đẹp bằng con S4. Đó, nên là máy móc thì em để rẻ hơn cho các bác một tí xíu về ngoại hình thôi, còn tổng thể máy móc thì vẫn thế các bác nhá. Đó. Em đã cũng đã căn chỉnh và dọn đồ tất cả ngon lành rồi, nắp xăng cài nha các bác. Đó, vòng tua của nó cực kỳ khỏe luôn, thích hợp một ốc lam lớn các bác nhá, ốc tăng chỉnh xích lam ở đây. Đó, về tổng thể 5 con em đã quay cũng như là test nổ hết rồi, thì các bác nào mà ưng ý đang theo dõi cũng như là ưng ý con nào nhất thì liên hệ ngay qua cho em để đặt hàng, số điện thoại của em thì đã để trên màn hình rồi các bác nhá. Rồi em chào các bác, hẹn các bác ở dưới sau.